Rồi, anh em mến chào anh em, chúng ta đến với nhau bài số 7. Có nghĩa là từ bài số 5 trở đi, bắt buộc chúng ta phải chuyển cho bằng được hợp âm ha, cho đúng nhịp đàng hoàng. Nếu anh em mà không lưu ý ngay từ lúc này thì anh em sẽ không làm được. Đặc biệt các anh em khiếm thị là chúng ta phải dùng hết khả năng cảm âm và nghe ha. Bài số 7 chúng ta cũng tiếp tục tập chuyển hợp âm, hai hợp âm. Nhà Hương cũng đang đánh ngón nha. Bây giờ chúng ta tập la thứ và re thứ nha. Chúng ta đánh được xì lô nha. Khi anh em mà đánh chuyển chưa được vì từ cái la thứ mà xuống re thứ á, là chúng ta chỉ dời ngón xuống, dời ngón xuống, ngón một nó xuống ngăn một của dây một và theo thứ tự nó đi xuống chung hết một ngăn có re đó, thì nó rất là dễ. Mình phải tập ha anh em, mình phải tập nha, chứ còn nếu mình không tập thì mình muốn ao ước đánh đàn mình cũng không đánh được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập một bước nữa, đó là la thứ qua la trưởng ha. Chúng ta tập la thứ và la trưởng, rồi chúng ta sẽ tập bằng điệu van nha. Điệu van mình học rồi đó nha, la thứ và la trưởng. La thứ và la trưởng thì quá dễ, thì chỉ cần nhả cái ngón số 1 bấm vô cái ngón số 2, bấm ngón số 4 vô ngăn 2 dây 2 là xong thôi nè. Rồi bắt buộc từ bài này trở đi, anh em đam mê guitar, nhất là anh em quý vị, phải tập chuyển cho bằng được nha anh em. Anh em phải chuyển cho được từ bài số 6 trở đi, anh em phải chuyển cho được. Rồi mình sẽ tập thêm một bước nữa ha anh em ha, mình sẽ tập thêm một bước nữa, mình sẽ tập thêm một bước nữa nha. Mình sẽ tập thêm một bước nữa là điệu bolero, rê thứ và rê trưởng nha. Rê thứ nè, rê trưởng nè. Rồi bolero mình cũng đánh bằng ngón luôn nha anh em nha. Trưởng. Bây giờ mình đánh bằng phím nha. Đánh bằng phím ha. Đánh bằng phím thì để ôn lại điệu bolero luôn nha. Bolero thì chúng ta đánh nè. 3 xuống. 4 là chúng ta đánh lên. Nè, bắt đầu từ 4 cho đi là chúng ta đánh lên đánh xuống, còn 3 1 2 3 là chúng ta đánh xuống không nha. Được. Thứ
đánh bôi rô, đánh phím 3 xuống, 4 lên, từ 4 cho đi lại là phím lên phím xuống, 3 xuống, 1, 2, 3 là xuống thôi nha. Thì anh em sẽ tập cho được, rồi thì anh em sẽ từ từ sẽ đánh được. Chứ nếu mà mình không tập thì mình sẽ không bao giờ chuyển hợp âm được anh em ạ. Không bao giờ chuyển hợp âm được ha. Rồi đó là bài số 7. Bài số 7 thì Nhật Hương hôm nay chỉ cho anh em một cái điệu mới nha, điệu chỉ mới. Chúng ta bấm ở la 7. La 7 này chúng ta biết chưa ta? Rồi, không biết Nhật Hương chỉ lại. Ngón 1 chúng ta ba rê ngăn 2 từ dây số 4 trở xuống. Bắt đầu chúng ta bấm ngăn 2, ngón 2 vào chỗ ngăn 3 dây 1. Đó, ngay 1. Giờ mình đánh bằng phím nha, nè. Giờ mình đánh bằng ngón trước đi quý vị nè. Nó giống y như điệu 8 bit nhưng mà nó đập được gặp lại 2 lần. Nè, thay vì điệu 8 bit anh em đánh vậy nha. Đúng không? Điệu 8 bit phải không? Bây giờ điệu bass tông thì anh em đánh sao? Bùm son la sa la cha la 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 cha la cha la la là chát là đó. Anh em đọc theo miệng trước là chát là chát là chát là chát là đó là điệu bốn số tông ha. Bấm ở la 7. Phím phải không? Bây giờ chúng ta cứ đánh phím thì cũng y như điệu 8 bit thôi. Thì chúng ta cũng đánh xuống nè, xuống nè. Nè, xuống nha. Đó, cũng lên xuống luôn quý vị nè. Son là đánh lên không quý vị nè. Đánh một bát lại xuống nha. Quý vị để ý là chát là còn là xuống không, còn là này là lên không. Có một cái là bát là xuống thôi nha. Đó, mình để ý vậy đó. Xuống là bass này xuống, còn cái hai cái là này là lên nè. Tất cả ở dây son là đều lên hết, có một cái là dây bass là xuống nè, là nếu quý vị theo tới bài số 7 này mà quý vị làm tốt thì sẽ rất là ok. Vâng, bài số 7 tới đây chấm dứt. Mến chúc anh em kiếm thị mình cố gắng nhiều nha.